Anh chị cho em xin một cơ hội cuối cùng. Tại sao phải đến cơ hội cuối cùng thì em mới thể hiện bản thân mình? Em bỏ đi, xong rồi bây giờ em lại quay lại. Em có thể mời anh Nam Trung xuống em... Là em làm gì? Chúng tôi không phải trò đùa. Khi em muốn gọi xuống là chúng tôi xuống. Em nghĩ em là ai có quyền đưa ra thử thách, rồi kêu giám khảo xuống làm trò đùa cho em? Đấy không phải là trò đùa đấy đó. Đó là trò đùa đó. Em đang giỡn mặt đó hả? Bạn nghĩ bạn là ai vậy? Bình thường bạn gan lắm mà, tát người ta khi mộng du. Tôi lại mộng du nữa à? Hả? Dậy đi. Em chào anh chị Phan Thiên Khảo ạ. Trước khi đến với người mẫu thì em đã từng làm những công việc gì rồi? Hiện tại thì em đang làm huấn luyện viên thể hình ạ. Em nghĩ cá tính con người của em là như thế nào? Hơi hiền. Hiền sao đòi tát người ta? Trong này có một câu hỏi là nếu mà bạn của mình á bị mộng du một lần, hai lần, ba lần vẫn không tỉnh thì em sẽ làm gì? Em trả lời là em sẽ tát cho bạn tỉnh. Thế mà bảo là em hiền. Bạn cùng phòng mà ngủ mộng du như thế là mình rất là sợ. Thì mình nghĩ là tát thì bạn ấy tỉnh thì mình đỡ sợ hơn. Em không có hề hiền đâu. Chẳng qua là khi mà em đứng trước ba người không hiền chút nào cho nên em nói em hiền hơn thôi. Bây giờ để xem ai hiền nha. Mình đặt một cái tình huống, chắc là em phải diễn với cố vấn chuyên môn nhỉ. Bây giờ mâu thuẫn ở trong nhà chung là người bạn của em, nhưng mâu thuẫn đi đi nói xấu em với một người bạn khác, nói xấu em với giám khảo. Em xử người bạn thân của mình như thế nào? Nhưng mà em nghĩ là ở trong ngôi nhà chung thì em sẽ không thân với ai đâu. Đây là tình huống. Trời ơi, diễn đi. Nè, bây giờ em bị loại rồi. Đây là lần cuối cùng em có thể gặp mặt với nhau để đối chứng với nhau, tại vì chị nói xấu em. Ôi, chị buồn mày nha. Trời ơi. Thôi từ. Gì vậy? Tốt nhất là mình nên nói chuyện thẳng với nhau đi. Nếu mà bạn không thích mình ý, thì cũng không cần phải làm bạn. Sao mình bạn với mình thấy là xa lạ quá à? Nói thẳng luôn chứ không phải xa lạ, không phải diễn trò. Mình rất ghét bạn. Rất thương bạn. Rất ghét kiểu như hai mặt. Có người đã nói lại với mình rồi. Giờ ai nói lại? Bạn nói thử xem là bạn nói gì với người khác về mình. Ý là mình nói cái gì? Từng câu từng chữ mình nói cái gì? Mình hơi bất ngờ một chút bởi vì chị dồn dập nói, mình không kịp phản ứng. Bây giờ mình sẽ dẫn bạn đi mời đến gặp anh Nam Trung để... Nam Trung là ai? Nam Trung là ai trên cõi đời này? Nó bị mộng du kìa, làm cho nó tỉnh, nó bị mộng du. Khi mà anh Nam Trung với cả chị Hoàng Yến nói là bạn ấy đang mộng du kìa thì mình có ý định tát rồi, nhưng mà vì chị Mô Thủy là ban giám khảo nên mình chỉ biết cười. Ôi em ơi, em quá fail trong cái thử thách này luôn. Chúng tôi muốn coi con người thật của em. Bởi vì người mẫu cũng rất là cần sự phản xạ nhanh. Và cái bạn làm của tôi thấy là tôi rất thất vọng. Bây giờ thì tôi nghĩ là phần phỏng vấn của bạn đã xong rồi. Mời bạn vào trong. Thất vọng quá luôn á. Không một lời giải thích hay gì. Mình ra ngoài mình suy nghĩ lại là mình đã bỏ rất là nhiều tâm huyết công sức của mình đến đây để casting. Thế nên là mình quyết định là xin ban giám khảo cho mình thêm một cơ hội nữa. Ủa? Ủa gì đây? Chỗ này em muốn ra là ra, em muốn vào là vào à? Dạ không ạ, nhưng mà anh chị cho em xin một cơ hội cuối cùng. Tại sao phải đến cơ hội cuối cùng thì em mới thể hiện bản thân mình? Lúc đầu tiên em bước vào đây, tất cả mọi người đều nói rất là nhẹ nhàng với em. Mọi người khơi gợi những câu chuyện, mọi người đưa cho em cả những cái thứ mà rất ít khi làm với ai. Đấy là đưa hẳn một vị giám khảo ở đây, rồi em bỏ đi. Xong rồi bây giờ em lại quay lại. Em muốn giữ một cái tôi nhạt nhòa của em để em minh chứng cái gì? Vì các anh chị cũng tạo điều kiện cho em. Em thấy không thể được đằng chân lân đằng đầu như vậy em ạ. Giám khảo ngồi ở đây là những người để các bạn phải giữ khoảng cách. Và tôi không bao giờ thích đưa những thứ tôi gọi là tôn kính xuống chơi đùa với các bạn. Mà ở đây Mâu Thủy chấp nhận và tôi đã đưa Mâu Thủy xuống dưới để cùng diễn với bạn. Bạn không diễn, bạn đi vào, xong bây giờ bạn ra đây bạn xin. Dạ không phải, tại vì lúc đầu do em hơi run một chút. Ai cũng run hết. Tôi không đồng ý. Chị không đồng ý. Hai người không đồng ý rồi nhưng mà chị vẫn muốn nghe. Em muốn em thể hiện cái gì ở đây? Bây giờ em có thể mời anh Nam Trung xuống em... Là em làm gì? Chúng tôi không phải trò đùa. Khi em muốn gọi xuống là chúng tôi xuống. Em nghĩ em là ai mà có quyền đưa ra thử thách, rồi kêu giám khảo xuống làm trò đùa cho em? Đấy không phải là trò đùa đấy đâu. Đó là trò đùa đó. Trên đời này không có kỳ thí sinh đưa thử thách cho ban giám khảo. Em đang giỡn mặt đó hả? Không ra hệ thống gì hết. Anh chị cho em nhảy đúng không? Nhưng mà em chưa khớp nhỉ? Chưa chuẩn bị, không tính, cái khác. Bây giờ chị có thể đưa một thử thách khác được không? Bạn nghĩ bạn là ai vậy? Bạn nghĩ bạn là ai? Bạn có thể đôi co với mình. Trong nhà chung này, ai là người đẹp nhất? Tôi. Thế bạn có quyền gì mà bạn nhận định là bạn đẹp nhất? Tôi thấy tôi đẹp nhất.
ai cũng thấy mình đẹp nhất đấy. Nhưng mà bây giờ là sao? Bạn đã bị loại rồi. Và chương trình này bây giờ là chương trình của tôi. Chẳng phải chương trình của bạn. Thế bây giờ bạn làm gì đi? Bình thường bạn gan lắm mà. Tát người ta khi mộng du. Thôi. Lại mộng du nữa à? Vậy đi. Ok. Sự mà nói thử thách này em chỉ lên được khoảng 5%. Chị rất có lời khen dành cho Thủy. Bởi vì sao? Cố gắng bước xuống đó bảo vệ em. Nhưng những gì em thể hiện lại là gì? Chị buồn lắm. Em đã gần chớm chớm một chút xíu rồi. Mà tại sao ra lần thứ hai rồi vẫn như vậy? Thật sự thì em rất muốn vào ngôi nhà trường. Em có thật sự muốn không? Em có. Em rất muốn. Em có là em muốn cỡ nào? Nếu mà em muốn em hét to lên. Tôi muốn vào ngôi nhà chung. Tôi muốn vào ngôi nhà chung. Quyết liệt lên. Tôi muốn vào ngôi nhà chung. Nữa. 1, 2, 3. Tôi muốn vào ngôi nhà chung. Chưa đủ. Tôi muốn vào ngôi nhà chung. Em không muốn bộc phát. Em sẽ không bao giờ có sự bứt phá. Và sự bứt phá đấy chỉ đến khi em dám bộc phát. Nếu em được ngồi vào ngôi nhà chung, em quyết định em sẽ cố gắng thay đổi. Em sẽ hành động, em sẽ... Cơ hội nãy giờ hết rồi. Và chúng tôi sẽ không nghe lời hứa, lời sẽ nữa. Cảm ơn em. Mời em vào trong.